Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, trại của em thì ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Thì đợt này với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Nhân dịp ăn mừng lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 thì chương trình siêu khuyến mại siêu ưu đãi sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 2024 đến ngày 5 tháng 9 2024 anh chị em. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Thì dòng đầu tiên Nguyễn Quy Ruby muốn cập nhật và gửi đến cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là Blue Tarzan. Thì Blue Tarzan lẻ chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Đầu của nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó luôn chị em ơi. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn anh chị em. Blue Tarzan lẻ chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Thì dòng này nó dễ nuôi, cực kỳ dễ nuôi, mềm luôn cho anh chị em chơi luôn, phù hợp với anh chị em mới tập chơi luôn anh chị em. Giá cực kỳ rẻ luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng cá Molly sọt latium mắt đỏ. Thì Molly sọt latium đuôi én mắt đỏ thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 120k một cặp nha anh chị em. Nếu chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 500k thôi. Thì xay là xay sinh sản luôn chị em ơi, ú nu ú na luôn, giá cực kỳ mềm luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Em cũng đang sử dụng số này luôn anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Blue Coin Sọt nha anh chị em. Thì Blue Coin Sọt chỉ có 200k một cặp thôi. Nếu chị em bắt combo 3 cặp á, thì bên em sẽ để cho anh chị em chơi là 500k. Mà combo 5 cặp á, thì chỉ có 900k thôi. Nếu đợt này anh chị em lấy combo 3 cặp á, thì anh chị em sẽ được hỗ trợ phi ship. Thì thân mình của nó là nó có hai màu á, anh chị em, là màu trống, chống mái đều lên đầu cực kỳ sâu luôn anh chị em. Thì nó có hai màu là màu xanh dương và màu xanh da trời anh chị em, cực kỳ đẹp luôn. Blue Coin Sọt lẻ thì là 200k một cặp, anh chị em bắt combo 3 cặp là 500k, mà 5 cặp thì là 900k. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Dumbo Big Air Latium tiện giống. Thì Dumbo Big Air Latium tiện giống bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 350k thôi. Giá cực kỳ mềm luôn. Tính ra nếu chị em lấy combo 5 cặp thì chỉ có 70k một cặp thôi anh chị em. Lưng full latium tay bơi xanh đậm, bản đuôi là bản đuôi BDS Hormone luôn chị ơi. Số lượng cực kỳ nhiều luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho cùng được. Số này em cũng đang sử dụng. Thì đợt này á, bên em có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc vây xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc vây xanh thì có thể coi tới cuối video. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng AB Get Go. Thì AB Get Go này là Sighter anh chị em. Bên em bán cho anh chị em chơi giá cực kỳ mềm luôn, chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi. Amino Sivalo Sighter nha anh chị em. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng đỏ BDS Hormone. Thì gồng đỏ BDS Hormone bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Thì anh chị em thấy cái vây đuôi BDS Hormone cực kỳ đẹp không? Thì đây là con cá mái, con gồng đỏ BDS Hormone nè, xây cực kỳ đẹp luôn. Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn, chỉ có 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 350k thôi. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng xanh BDS Hormone nha anh chị em. Thì rồng xanh BDS Hormone bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 350k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em.
Thì bên em nhận hàng cho anh chị em kiểm tra hàng thoải mái, với điều kiện là anh chị em quay video giúp kênh Nguyễn Quy Ruby lúc anh chị em kiểm tra hàng, từ lúc anh chị em khui thùng đến lúc anh chị em kiểm tra hàng. Nếu cá nó có vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Dumbo Coi Latium tiện giống. Thì Dumbo Coi Latium tiện giống bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Nếu anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 450k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Số này em cũng đang sử dụng, giá nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn anh chị em ơi. Dumbo Coi Latium tiện giống chỉ có 100k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 450k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Coi Gate E. Thì Coi Gate E chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Thì chống máy của nó cực kỳ đẹp luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Thì bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái thùng shop để anh chị em chơi và không tính tiền thùng shop. Thì đặc thù của dòng Coi Gate E anh chị em là lúc nào con cá trống nó cũng sẽ nhỏ hơn cá mái. Cá mái thì sẽ bự hơn cá trống. Đặc thù Coi Gate E là gì? Số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng cá Amino Sivalo. Thì Amino Sivalo chỉ có 60k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì cũng chỉ có 250k thôi. Thì thân mình của nó là trắng hồng latium ở trước, xây là xây đẻ luôn anh chị em ơi. Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại cùng Nguyễn Quy Ruby. Nếu chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc quay xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ cập nhật vào báo giá cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại cùng Nguyễn Quy Ruby nha anh chị em. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, là anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng cá Full Rep Blue Air. Thì Full Rep Blue Air nó chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Thì dòng này nó được lai tạo từ con Full Rep BDS và con Dumbo Red Tail, nên nó mang thân mình màu đỏ của con Full Rep BDS, tai bơi màu xanh của con Dumbo Red Tail anh chị em. Chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp thì chỉ có 150k thôi. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng cá lóc quay xanh. Thì lóc quay xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Thì anh chị em thấy cái vây của nó cực kỳ xanh, tay bơi là dạng tay bơi bớm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị em. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại chương trình siêu khuyến mãi siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này, là với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9. Với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ phi ship cho anh chị em. Thì cuối video bên kênh Nguyễn Quy Ruby xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng Nguyễn Quy Ruby trong suốt thời gian qua.